Các bác, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác một mẫu tỉa mới trên dưa hấu. Nguyên liệu thì chúng ta sẽ chuẩn bị là một quả dưa hấu tròn. Dụng cụ sẽ là con dao tỉa nâng cao. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ qua một cái vòng tròn. Sau đó đi đứng dao một góc 90 độ. Tiếp theo sẽ nghiêng dao ra dọn. Các bác nhớ lưu ý là cái mẫu này chúng ta sẽ dọn ít thôi. Dọn một chút một này nào. Tiếp theo thì các bác sẽ đi nghiêng dao đường chữ V, lấy một chút cái đỉnh màu xanh đây. Các bác lưu ý lấy chỉ một chút thôi nhé. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiêng dao ra và dọn. Sau khi đã tỉa và dọn xong vòng cánh đầu tiên thì giờ chúng ta sẽ đi tiếp vòng cánh thứ hai nhé các bác. Vòng cánh thứ hai chúng ta sẽ đi hạ dao thấp xuống hơn một chút, không đi cao nữa. Đây. So le ra hai cánh. Tiếp theo thì vòng cánh thứ ba chúng ta sẽ đi cái đường cong chữ C như này, nhỏ nha các bác. Hạ sâu vào trong vòng nhụy. Sau khi đã tỉa xong vòng nhụy thì bây giờ chúng ta sẽ tỉa tiếp vòng cánh bên ngoài nha các bác. Đầu tiên là chúng ta sẽ đánh dấu là 4 điểm cân đối ở 4 góc. Tiếp theo về mỗi điểm này, chúng ta bắt đầu là nghiêng một đường chữ C. Đi đường chữ V ở giữa. Bắt đầu
đứng dao để lấy cánh này, kéo xuống, nghiêng dao ra dọn này, tiếp theo mỗi cái đường này chúng ta bắt đầu lách dao. Kéo xuống đây. Đường nghiêng dao ra dọn này. Chi tiết đầu tiên. Các chi tiết tiếp theo chúng ta làm tương tự như vậy. Sau khi đã tỉa bốn góc của cái vòng ngoài, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiêng dao ra tỉa cái mảng lớn nhé bác. Dọn này. Đây thì chúng ta sẽ đi cái đường chữ V này. Tương tự bốn góc của chúng ta cũng làm như vậy. Sau khi đã đi các đường chữ V ở bốn góc thì bây giờ ở mỗi cái điểm này chúng ta sẽ lại bắt đầu bo cong một đường nữa ra. Ở mỗi điểm này chúng ta tiếp tục lách dao. Tiếp theo ở mỗi cái điểm này chúng ta bắt đầu đi đứng dao như cái đường răng cưa này, đi đứng dao ở các cái điểm chữ V nhé các bác.
nhưng dọn ở cái điểm này chúng ta sẽ bắt đầu lách dao xuống. Cái điểm này chúng ta làm tương tự như vậy. Tiếp theo thì ở mỗi cái khoảng cách như này thì chúng ta lại bắt đầu nghiêng dao ra nhiều hơn để dọn. Nữa là tiếp tục đi đứng dao. Ta sẽ lách dao bên trong. Mỗi cái điểm này chúng ta bắt đầu tỉa tiếp các chi tiết. Bên đây là lách dao này. Bên này xoáy một đường. Đối diện làm tương tự như vậy. Với khoảng chi tiết này thì chúng ta bắt đầu đi đứng dao này, kéo xuống đây lấy một chút điểm màu xanh, nhưng dao là dọn. Sau khi đã tỉa các chi tiết kín quả dưa thì bây giờ chúng ta sẽ nghiêng dao ra và dọn nhé.
Vậy là đã xong. Chúc các bác thành công.